Xin chào các em Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi xử lý nốt về nội dung Ở phần bài tập ôn tập chuyên đề của phần tích vô hướng của hai vector Và đặc biệt là đối với phần trước thì các em đã nắm được cơ bản về các hệ thức lượng ở trong tam giác rồi Chúng ta không còn chỉ dừng lại ở các hệ thức lượng trong tam giác vuông nữa Mà ở trong tam giác bình thường cũng có những cái định lý rất quan trọng Ví dụ như định lý sin, định lý cốt Thì cô tin là các bạn sẽ có được cái nhìn tổng quát trong cái phần kiến thức này và từ đó thì chúng ta có thể tính được góc ở trong một cái hình bất kỳ hình tam giác bất kỳ khi mà biết được các cạnh thì chúng ta tính được góc của nó thì đấy chính là cái ứng dụng ở trong phần này cũng thể thì chúng ta sẽ quan sát vào phần bài tập về nhà nhé bài tập về nhà thì cô đã cho phần bài số 1 gồm có hai bài này thì bài số 1 ở đây thì đề bài cho người ta cho mối quan hệ đấy là cho diện tích này cho nửa chu vi này yêu cầu tính độ dài bàn kính của đường tròn nội tiếp tam giác ở đây thì các bạn cần chú ý cho cô đó là chúng ta cần nhớ được có những cái cách để tính diện tích của tam giác như thế nào Không phải là chỉ dừng lại ở việc là diện tích tam giác bằng 1 phần 2 đáy nhân chiều cao nữa Mà như ở tiết trước thì cô đã mở rộng ra cho các em rất nhiều ở những cái công thức khác Và cụ thể là chúng ta có 5 hoặc 6 công thức đấy thì các bạn cần xem lại cho cô nhé Ở đây thì chúng ta thấy rằng là khi mà đã có diện tích này, có nửa chu vi này À, chúng ta áp dụng trực tiếp luôn cái công thức là S thì bằng P nhân R, R nhỏ nhé. Với cái R nhỏ đấy chính là đường bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác. Vậy áp dụng ngay thì chúng ta sẽ có là khi diện tích bằng P nhân R thì ngay lập tức ta hay giá trị vào thì ta sẽ thu được là 10 căn 3 bằng 10R và từ đó R sẽ tương ứng là căn 3 cm. Thì đó chính là cái đáp án của phần này Khá đơn giản, nó không còn gì phức tạp cả Chú ý là chúng ta cần phải nhớ công thức ở đây Đấy là nhớ công thức Tiếp theo Phần uh, bài số 2 Quan sát phần bài số 2 này Đề bài cho ở đây đến là khoảng cách từ A đến B Không thể đo được trực tiếp Vì phải qua một con sông Và người ta xác định một cái điểm C Mà sao cho khoảng uh, từ uh, từ C điểm C này có thể nhìn được a và b dưới một cái góc là 56 độ 16 phút và yêu cầu ở đây thì là khi mà đã có được đoạn khoảng cách từ CA CB rồi thì hãy đi tính cái khoảng cách AB xem là nó là bao nhiêu cụ thể thì uh, cô có thể minh họa nhanh bằng cách là minh họa ở trên hình ảnh đi sau thì các bạn thấy rằng là, là chúng ta có vị trí AB nằm ở hai bên bờ của sông đúng không ạ cô giả sử là nó nằm ở vị trí này nhá. Có thể là nó nằm ở vị trí khác, ví dụ nó nằm ở bên, bên trên này cũng được này. Đấy. Nằm bên trên này cũng được, hoặc nằm bên dưới này cũng được. Tùy. Thì đây cô minh họa là nó nằm ở vị trí như này. Và người ta cho mình đến là một điểm C mà có thể chỉ ra được cái khoảng cách CACB cũng như là góc. Thì cô giả sử vị trí của điểm C chỉ là vị trí này. Và góc tạo thành ở đây chính là góc 56 độ 16 phút. Người ta cho mình cái dữ kiện đấy là CA bằng 200m Và CB là 180m Yêu cầu ở đây là tính cái khoảng cách AB bằng bao nhiêu Vậy dựa vào cái kiến thức nằm ở trong phần định lý sin rồi đúng không ạ? À định lý cosin rồi đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là khi một tam giác tạo thành ở đây là tam giác ABC Khi biết được hai cạnh và góc sin giữa Chúng ta hoàn toàn có thể tính được độ dài của cạnh còn lại Dựa vào công thức đó là AB bình phương bằng CA bình cộng CB bình chứ hai lần CA nhân CB nhân cốt của góc xen giữa. Ở đây các bạn nếu như mà đưa về theo vector nhé, đưa về vector thì chúng ta sẽ có là độ dài của vector AB thì bằng độ dài của vector bình phương độ dài vector AB này thì bằng bình phương độ dài vector CA cộng bình phương độ dài vector CB trừ đi hai lần tích độ dài của vector CA và CB nhân với cosin của góc xen giữa. Đấy là chú ý cho cô điều này. Từ đây thì chúng ta sẽ thay giá trị CA và CB tương ứng vào công thức thì chúng ta sẽ thu được ngay kết quả của AB sẽ là xấp xỉ 180,05m. Thì các bạn chú ý cho cô ở chỗ vị trí chỗ này. Chúng ta cần phải để ý là khi mà tính cốt của cái góc ở đây người ta cho mình để là độ đúng không ạ? Thì các bạn khi bà máy tính thì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta phải chuyển về cái chế độ là DEG đấy, thế có nghĩa là về chế độ độ, chứ các bạn không để chế độ radian. Nếu như để chế độ radian mà bấm cái số này nó sẽ ra không, kết quả không chính xác. Đấy là chú ý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần bài tập về nhà ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của phần bài tập ôn tập chuyên đề. liên quan đến vector thì ta thấy rằng là đối với tổng hiệu của hai vector hay là tích của vector với một số thì các bạn nằm rất kỹ ở trong cái chuyên đề về vector rồi và cái lý do mà người ta tách riêng cái phần tích vô hướng của hai vector ra một chuyên đề là để thể hiện được những cái tính chất cũng như là những cái ứng dụng của nó trong phần hình học và đối với phần bài tập ôn tập chuyên đề lần này thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn để cách để chúng ta có thể xử lý một số những bài tập là tổng hợp liên quan đến cái phân tích vô hướng của hai vectơ này. Và các bạn nhớ rằng là trong phân tích vô hướng của hai vectơ thì chúng ta đã học nội dung gì? Thứ nhất, đấy là các bạn đã học về cái công thức đúng không ạ? Về cái số đo từ các góc từ 0 đến 180 độ này và chúng ta nắm được về công thức tính tích vô hướng của hai vectơ. Các cái hệ thức lượng ở trong tam giác và các cái định lý, ví dụ như là định lý sin, định lý cos, công thức tính diện tích của tam giác. Và bài tập về ở trong phần này thì chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô. Bài số 1. Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng 4 và gọi M là trung điểm cạnh AB, N là một điểm thỏa mãn cái điều kiện vector NA cộng 2 lần vector NC bằng vector 0 và yêu cầu tính các tích vô hướng ở dưới đây. Khi thực hiện một bài toán như thế này thì cô vẫn luôn lưu ý cho các bạn đúng không ạ? Đó là ở riêng ở trong phần liên quan đến vectơ này thì quan trọng với mình đó chính là cái thao tác là dựng hình khi mà người ta cho một cái dữ kiện liên quan đến vector ví dụ cụ thể là vector na cộng hai lần vector nc bằng vector không thì chúng ta phải định vị được là cái vị trí cái điểm n đấy nó nằm ở vị trí nào nhắc đến vị trí của một điểm thì chúng ta cần phải xem xét được yếu tố đó là về hướng này và về phương của cái vector đấy cụ thể thì nếu như n mà nằm ở trên ac thì chắc chắn rằng ba điểm abc là thẳng hàng rồi đúng không ạ Tuy nhiên, n, vector NA cộng 2 lần vector NC bằng vector 0 thì có nghĩa là hai cái vectơ đó nó phải là ngược hướng nhau được chưa ngược hướng nhau có hay còn gọi là điểm đều sẽ phải nằm giữa AC đấy là chúng ta tư duy trong đầu chúng ta thì như vậy Giờ chúng ta sẽ thực hiện là vẽ hình cho cô vào trong vở của mình và kiểm tra xem cái hình vẽ của các bạn đã đúng với cái phần hướng dẫn của cô hay chưa nhé. Ở trên đây là hình tam giác đều, cô minh họa. Và bây giờ người ta cho mình đấy là M là trung điểm, của cạnh AB N là điểm thỏa mãn điều kiện này thì chắc chắn là nhìn đây thì các bạn sẽ thấy rằng là cái AC này chúng ta sẽ chia thành 3 phần thì ngay lập tức điểm N nó sẽ phải nằm thế nào? À, điểm N nó sẽ phải nằm gần vị trí của C hơn được chưa? Nằm gần vị trí của C hơn. Ở đây mình có rõ ràng là NA này thì bằng âm -2 lần NC có nghĩa là vector NA ấy. Độ dài của vector NA nó sẽ phải gấp 2 lần cái vector NC có minh họa nó chia cái đoạn AC này thành 3 phần 3 phần này. đúng không ạ còn đây là chính là điểm M thì N nó sẽ nằm ở vị trí này đây chính là cái vị trí mà chúng ta sau khi xác định, Và người ta yêu cầu mình đấy là à, tính các tích vô hướng vector AB nhân với vector AC. Rõ ràng vector AB và vector AC ở đây thì ta biết trước được ngay đấy là cái số đo góc của nó. Số đo góc tạo bởi hai cái vector này là 60 độ do tam giác ABC là tam giác đều. Cho nên là chúng ta áp dụng trực tiếp được cái công thức luôn. Các bạn hãy thực hành luôn cho cô nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ xác định tích vô hướng này ta xét đến tam giác ABC có các bạn chỉ ra cho cô để là vector AB nhân với vector AC đúng không ạ thì bằng gì nhỉ ở đây sẽ là tích độ dài nhân với cả cosin của góc xen giữa đó chứ các bạn không dùng đến cái biểu thức tọa độ nhé chúng ta dùng luôn cái công thức chung thì chúng ta có là tích vô hướng này thì bằng là tích độ dài nhân với các cosin của góc xen giữa. Đó, thì chúng ta sẽ có là AB độ dài của vectơ AB nhân độ dài của vectơ AC nhân với cosin của góc xen giữa. Ở đây thì ta sẽ thu được độ dài của vectơ AB thì thực chất chính là 4 đúng không ạ? Và độ dài vectơ C cũng là 4. Cốt của góc xen giữa ở đây thì ta có cốt của 60 độ. Do tam giác ABC là tam giác đều. Như vậy thì chúng ta sẽ thu được kết quả. Cốt của 60 độ này chính là 1 phần 2. 1 phần 2 nhé. Và từ đây thì các bạn sẽ thu được kết quả là 4 này, nhân với 4 chia 2 ra là 8. Đó. Thì đây chính là cái giá trị về tích vô hướng của vector AB nhân với vector AC. Và nhớ cho cô rằng là tích vô hướng của hai vector nó chính là một số, một số nhá. Đấy lưu ý. Tiếp theo chúng ta có người ta yêu cầu mình là tính tích vô hướng của vector MN với vector AB. Đúng không ạ? Vector MN và vector AB Cụ thể ở đây thì rõ ràng là chúng ta nhìn vào hình này thì chúng ta cũng chưa xác định được cái góc mà tạo bởi cái vectơ mùa và vectơ AB. Vậy theo như cái kiến thức mà chúng ta đã nắm ở trong phân tích vô hướng này, chúng ta hoàn toàn có thể là đi chèn điểm. Đây là vị trí N nhá. Chúng ta có thể đi chèn điểm vào trong cái tích vô hướng này để đưa về các giá trị góc mà chúng ta đã biết. Vậy quan sát xem chúng ta có thể chèn theo cách nào. Thứ nhất, đó là ở đây ta có MN, AB thì có sẵn rồi đúng không ạ? Vậy chúng ta nên chèn vào cái MN này để chúng ta thu được một cái tích vô hướng mới Rõ ràng là M và N đều nằm ở trên cạnh AB và cạnh AC Vậy thì tốt nhất là chúng ta sẽ đi chèn vị trí điểm điểm A vào vector MN Như vậy cô sẽ chèn và cô thu được là vector MA cộng với vector AN Và nhân với vector AB Thì ngay lập tức chúng ta tách nó ra Thành tích của hai phép à, tổng của hai tích vô hướng, tổng của hai tích vô hướng là vectơ MA với vectơ AB cộng với vectơ AN với vectơ AB. Rồi vectơ MA ở đây, vectơ MA ở đây với vectơ AB thì các bạn thấy là nó hướng của nó như thế nào với nhau? À, ngược hướng nhau đúng không ạ? Cho nên là cái số đo góc tạo thành ở đây nó sẽ là một 80 độ nhá, lưu ý là 180 độ. Còn nếu như mà các bạn mà muốn đưa về theo là cùng hướng thì các bạn có thể đổi vector, đổi vector MA thành trừ vector AM cũng được, không sao cả. Không cụ thể chúng ta có thể tính trực tiếp luôn. Vector MA thì độ dài của vector MA, đúng không ạ? Chúng ta trình bày luôn. Độ dài của vector MA với vector AB. Tiếp. Nhân với cốt của góc xe giữa tức là cốt của 180 độ. Còn gì nữa? Phía bên này thì ta có vector AN và tích vô hướng với vector AB. AN với vector AB thì thực chất nó chính là à, hướng của nó. Chúng ta thấy rằng là nó cùng hướng với vector AC, đúng không ạ? Cho nên là khi mà tính tích vô hướng này thì chúng ta có thể đưa về theo vector AC thì rõ ràng là vector AN ở đây sẽ bằng 2 phần 3 của vector ac đúng không ạ? Đó, thì chúng ta có thể trình bày luôn. Thứ nhất, ta có độ dài của vector an thì cũng chính là chúng ta ghi lại nhé, độ dài vector an nhé, nhân với độ dài của vector ab và nhân với cosin của góc xen giữa, tức là cos của 60 độ. Và chúng ta sẽ điền các giá trị về cạnh vào. Thứ nhất, để độ dài của ma thì chính là AB, AB chia 2. AB thì chúng ta có bằng 4 rồi. Như vậy là MA là 2. AB là 4. Cốt của 180 độ như vậy là âm 1. Tiếp bên này, AN thì bằng 2 phần 3 của AC. Vậy ta thu được là 2 phần 3. Các bạn sẽ thay cho cô các giá trị vào. MA thì chúng ta có giá trị ở kia nó sẽ là bằng 1 nửa AB. Như vậy nó sẽ tương ứng là gì nhỉ? à, 4 chia cho 2 như vậy sẽ là 2 AB thì sẽ là 4 Cốt của 180 độ thì bấm máy tính ra nếu bạn nào không nhớ Nó sẽ là 1 Tiếp theo, phía đằng sau này thì ta có là cộng với Vector AN, độ dài của vector AN thì sẽ bằng 2 phần 3 của độ dài vector AC Vậy ta có là 2 phần 3 Nhân với 4 thì Nếu mà mình làm trắc nghiệm mình cũng thật tư duy thật nhanh cho vị trí này nhá Tiếp theo, AB AB thì rõ ràng là có rồi, là 4 rồi và cốt của 60 độ là 1 phần 2 Đó Thì đây chính là Khi mà chúng ta biểu diễn xong Thì bây giờ các bạn sẽ tính cho cô Đây, thì đây sẽ là âm 8, âm 8 này Tiếp ở bên này sẽ là 16 phần 3 Thì các bạn bấm máy tính cho cô xem ra cái quả chuẩn cho nhé 16 phần 3 trừ đi 8 Đấy Chúng ta sẽ thu được cái quả là Âm 8 phần 3 thì tích vô hướng của cái vectơ MN với vectơ AB thì chính là âm 8 phần ba để chú ý cho cô thì khi mà chúng ta làm thì chúng ta cần phải để ý đến về cái vị trí của cái điểm em điểm N hay điểm M cần tìm để nếu như mà chúng ta mà bị nhầm ấy thì chúng ta sẽ bị ra kết quả sai ví dụ như là có thể các bạn khi mà viết vị trí của em N các bạn lại viết là vị trí gần A hơn các bạn xây dựng vị trí gần A hơn như vậy là sai ngay và từ hoặc là ra ngoài AC thì chúng ta cũng sai ngay. Đó là cách để chúng ta có thể là nhận diện được cái vị trí của từng điểm khi mà cho trước yếu tố liên quan đến vectơ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần bài số 2. Chúng ta sẽ cùng quan sát vào phần bài số 2 cô cho trong ngày hôm nay. Đó là cho hình thang cân ABCD có cạnh CD bằng 2 lần AB bằng 2a rõ ràng ở đây chúng ta có thể để ý được đó chính là CD và AB chính là hai đáy và AB là đáy nhỏ còn CD là đáy lớn người ta cho mình đấy là góc DAB là tương ứng 120 độ và AH vuông góc với CD tại H yêu cầu ở đây là tính các cái tích vô hướng cũng thể đối với các hai tích vô hướng này thì các bạn sẽ định hướng làm như thế nào trước hết đối với bài toán như này chúng ta hãy vẽ hình ra trên đây thì cô đã minh họa hình ảnh với hình thang ABCD cân và ta thấy rằng là cái vị trí của góc DAB này nó sẽ phải tương ứng là một trong hai độ nha. Rất nhiều bạn sẽ bị đọc nhầm cái đề bài có thể là dựng là AD bằng với AB là sai nhá. Mà chúng ta chỉ có là DC gấp đôi AB thôi. Hai cái cạnh bên này nó không bằng không bằng đáy nhỏ đâu nhá. Chú ý cho cô điều này. Và yêu cầu ở đây là chúng ta sẽ đi thực hiện tính lần lượt các tích vô hướng. Rõ ràng ở đây thì ta có là tích vô hướng nhân với cả một hiệu của hai vector được chưa? Thì chúng ta có thể thực hiện bằng cách đấy là phân tích cái hiệu này ra và đưa nó ra phá ngoặc ra thì chúng ta sẽ tính được cái tích vô hướng cần tìm. Cụ thể thì chúng ta sẽ cùng quan sát đối với ý tiếp theo đấy là tích vô hướng của vector AC và vector BH thì cô cũng dựng lên đây để chúng ta có thể dễ nhìn. Thì chúng ta sẽ cùng thực hiện để giải bài này và suy nghĩ xem làm như thế nào. Các bạn quan sát này Thứ nhất, đấy là muốn tìm ra được tích vô hướng của vector AH với CD nhân với à, trừ đi 4 lần vector AD thì chúng ta thử khai triển nó ra Xem mà chúng ta cần phải có những cái dữ kiện gì Đây chưa phải là bài giải đâu nhé đây chưa phải là bài giải mà là định hướng để chúng ta cần phải nắm được là cần phải có những cái bước thao tác làm như thế nào trong cái phần tự luận chúng ta có vết tích vô hướng của hai vectơ này với nhau thì ta có thể khai triển ra thành AH nhân với CD tích vô hướng đúng không ạ trừ đi 4 lần tích vô hướng của vectơ AH với vectơ AD rồi như vậy phá hoặc ra xong rồi thì ta có nhé. AH và CD rõ ràng là hai vectơ vuông góc với nhau nên tích vô hướng của chúng sẽ là bằng 0. Thế còn phía sau, vector AH và vector AD, này AH và vector AD à, như vậy thì chúng ta lại phải đưa nó về cái mối quan hệ và sử dụng đến cái công thức về tích vô hướng. Hai tương ứng là trừ đi bốn lần đúng không? ạ? Tích vô hướng thì bằng là tích độ dài nhân với cosin của góc xen giữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem xét xem là vậy thì chúng ta đi tìm những cái giá trị nào ở đây. Thứ nhất này, ta để xem là AH có chưa, có độ dài chưa. rõ ràng trong bài này, đề bài người ta chưa cho mình độ dài của AH. À, như vậy thì AH này chúng ta phải đi, phải đi tính. Vậy tính từ đâu? Tính từ đâu thì chúng ta sẽ cùng quan sát. Khi đề bài đã cho mình là cái vị trí của giá trị nào? À, ABCD này là hình thang cân. Là hình thang cân rồi đúng không ạ? Thì ta lại có thêm, đấy là cái yếu tố về, về góc. Đó là DAB là 120 độ. Như vậy thì khi mà AH vuông góc này rồi thì rõ ràng là chúng ta sẽ thu được là cái vị trí của góc DAH tương ứng trong trường hợp này sẽ là 30 độ thôi. Góc này sẽ tương ứng là 30 độ nhé. Đúng không ạ? 30 độ. Đó. Tiếp theo nữa, người ta cho mình dữ kiện gì nữa? À, người ta cho mình thêm cái dữ kiện đấy là khi mà ta đã có là cái à, cái cạnh cạnh bên dưới, cạnh DC này, DC lại bằng gấp 2 lần cạnh AB. DC gấp 2 lần AB. Thế nên nếu như mà đưa vào trong bài toán này thì chúng ta sẽ có ngay cái vị trí của góc D ở đây sẽ là 60 độ đúng không ạ? 60 độ. Đó, thì chúng ta sẽ phải đi tính được cái đoạn AH à DH xem là cái số đo của nó là bao nhiêu thì từ đó thì chúng ta bắt đầu mới tính được các cái giá trị cái gạch còn lại. Như vậy thì ở đây chúng ta rõ ràng là vì đề bài nó chưa cho mình cái số liệu về số đo của AH cho nên chúng ta sẽ phải đi tính xem AH nó sẽ tương ứng là bằng bao nhiêu lần A A nhỏ này. Vậy thì muốn tìm được cái đoạn AH này. Đúng không ạ? thì nhất là chúng ta phải biết một yếu tố bên cạnh và chỉ có ở đâu? Chỉ có DH là chúng ta có thể sử dụng sử dụng đến yếu tố bên cạnh thôi. Đấy. Vì DH này nó nằm ở dưới cạnh cạnh đáy, cạnh đáy liên quan đến DC mà ta lại có yếu tố về cái tâm à, về cái hình thang ABCD này là hình thang hình thang cân đúng không ạ? Hình thang cân. Cho nên là khi mà cô có thể gióng thêm một cái vị trí về đường cao nữa, giả sử như là BK Nha, giả sử như BK nhé. Thì có phải là rõ ràng là DH cộng với cả KC và cộng với HK này thì sẽ tương ứng bằng 2A đúng không ạ? Và cái đoạn DH và KC này nó sẽ tương ứng là bằng nhau. Do đó là AB, AB theo đầu bài thì ta có là AB này. Khi mà dòng xuống thì tương ứng nó sẽ là bằng với HK. Vậy có nghĩa là lần lượt từng đoạn DH và KC nó sẽ phải tương ứng bằng gì? À, chính là a trên hai đúng không ạ a trên hai đây cũng sẽ là a trên hai vậy này nó sẽ là a đây cũng là a đúng không ạ thì như vậy là chúng ta sẽ tính được cái đoạn dh tương ứng là bằng a trên hai khi có dh bằng a trên hai mà lại chúng ta có thể sử dụng đến cái vị trí góc d là 60 độ cũng được hoặc là sử dụng góc a bằng 30 độ cũng được sử dụng đến cái tỷ số lượng giác ở trong tam giác vuông thì các bạn ngay lập tức sẽ tính được cho cô cái độ dài của AH rõ ràng ah ở đây thì các bạn có thể tính được trực tiếp luôn đúng không ạ thì nó sẽ như thế nào à, khi mà ah bằng a trên hai thì tức ah này sẽ được bằng giá trị đó là a căn 3 trên 2 đúng không ạ chúng ta có thể tính được trực tiếp luôn đó thì chúng ta ra được cái đoạn ah vậy thì ah này xong nhá thì theo tác tính các bạn có thể tự tính ah xong Tiếp AD thì sao? AD vừa rồi chúng ta cũng chưa có theo như đầu bài chúng ta chưa có. Vậy thì chúng ta cũng sẽ tính dựa vào yếu tố này. Khi có hai cạnh góc vuông rồi thì rõ ràng tính được trực tiếp ngay AD đúng không ạ? AD thì sẽ tương ứng bằng gì? À, nhìn thấy theo như mối quan hệ này chúng ta sẽ tính được AD nó sẽ là bằng A đấy. AD bằng A. Đúng không ạ? Thì các bạn có thể tính trực tiếp luôn. Và từ đó thì khi mà chúng ta đã có AH, có AD này. Góc giữa AH và AD chính là góc 30 độ. Vậy thì khi thay số vào chúng ta có thể thu được kết quả là 4 nhân với gì? AH là A căn 3 trên 2. AD là A. Và cốt của góc được đây chính là cốt của 30 độ. Đó. Và các bạn tính cho cô. Thì chúng ta sẽ thu được kết quả ở đây. Cô viết lại. Âm 4 nhân với A căn 3 trên 2 nhân với a và nhân với cốt của 30 độ sẽ là căn 3 trên 2. Và rút gọn đi. Chúng ta thu được kết quả là âm 3 a bình phương, đúng không ạ? Thì đây chính là cái tích vô hướng mà chúng ta cần xác định. Đó là một cách để chúng ta tư duy. Vậy thì trong bài này khi mà trình bày tự luận thì các bạn cần phải chỉ ra cho cô đấy là các bạn bước đầu tiên phải tính được cho cô là độ dài của cái đoạn DH tính được độ dài của đoạn dh nhé rồi bằng cách tính như thế nào thì các bạn có thể đặt dh bằng x khi đó các bạn dựng thêm cho cô đường cao bk và chúng ta sẽ có dh này là sẽ là x này bên này sẽ là gì bên này cũng sẽ là x đúng không ạ thế còn đâu cộng với cả cái đoạn hk hk thì đề bài cho bằng a rồi thì chúng ta có thể thu được để là x này cộng với hk là a này cộng với x tiếp bằng cả cái đoạn dc DC thì bằng 2A này Như vậy chúng ta có 2X đúng không ạ? 2X thì bằng với A này Hay suy ra là X này Sẽ bằng với A trên 2 Đó là cách để chúng ta biến đổi Đưa về cái giá trị đấy để Chúng ta tìm ra được cái đoạn DH nhá Nếu như mà ở nhà mình làm Thì mình có thể đặt cho cô Sao cho thỏa mãn điều kiện Như này xong Tiếp theo đối với cái phần ý nghĩa sau Về AC nhân với tích vô hướng của AC nhân với BH thì cô gợi ý như sau này. Đối với ý tiếp theo thì ta có tích vô hướng của vector AC và vector BH. Lưu ý ở đây thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng tư duy hơn là việc là chúng ta à, có thể là cô, viết xong một trò chép như vậy là chúng ta hạn chế cái thao tác đó. Và ở đây thì khi mà người ta cho mình yêu cầu ở tính cái tích vô hướng này thì rõ ràng là các bạn thấy rằng là cái vector AC và BH ở đây Thì thực chất là chúng ta chưa thể đưa về được Là tính được cái góc cụ thể của nó đúng không ạ Như vậy thì chúng ta sẽ phải Sử dụng đến cái thao tác đấy là chèn điểm Thì chúng ta mới có thể Đi tính được cái tích vô hướng lúc này Vậy thì lựa chọn xem là chèn như thế nào Rõ ràng ở đây là Ta có cái vector AC AC đúng không? Đây AC Và nhân với BH BH khi mà kể ở đây thì nếu như mà các bạn mà mà tính như trong trường hợp vừa rồi ấy thì các bạn thấy là chúng ta sẽ hoàn toàn có thể đi chỉ ra được là cái vector BH này các bạn có thể phân tích ra được. Phân tích nó ra bằng cách là chèn điểm nào? Các bạn có thể chèn cho cô điểm A vào cũng được nhá, chèn điểm A vào. Thì chúng ta sẽ thu được là BA vector BA cộng với vector AH cũng được đúng không ạ? BA cộng với AH cũng được. Thì đó là một cách hoặc không thì các bạn có thể đi uh, tính cho cô bằng một số những thao tác khác ở đây cụ thể chúng ta có thể chèn luôn như vậy cô có thể chèn thêm điểm a vào vectơ bh cô thu được là vectơ ba cộng với vectơ ah được chưa rồi bây giờ thì chúng ta có thể phân tích ra bằng với vectơ ac tích vô hướng với vectơ ba cộng vector AC tích vô hướng với vector A hả? Đến đây thì các bạn thấy là à, vector AC và vector BA thì sao? Vector AC và vector BA thì ở đây chúng ta cũng chưa có cái số đo góc của nó. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể tính được cái số đo góc dựa vào việc là chúng ta có thể tính được vị trí góc bên trên này trước do tam giác vuông AHC hoàn toàn đã có cạnh AH là bằng A căn 3 trên 2. Chắc chắn cạnh HC lúc này sẽ là bằng A cộng với A trên 2 thì sẽ là 3A trên 2 rồi. Vậy chúng ta sẽ tính được cái số đo của góc HAC. Tính được số đo của góc HAC thì chúng ta sẽ suy được số đo của góc bên trên chính là góc BAC. Thế các bạn có thể tính cho cô được cái vị trí góc này. Sau khi tính được vị trí góc đó rồi thì chúng ta sẽ có AC, chúng ta có thể tính được số đo. BA chúng ta cũng có cái số đo của cạnh. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa về được là độ dài của vectơ AC tính được nhá. Cái này các bạn tự tính này. Độ dài của vectơ BA. Đúng không ạ? BA. Và tiếp. Ở đây thì lưu ý cho cô này, muốn mà sử dụng được đưa về theo các cái giá trị góc đã biết ấy thì tốt nhất là các bạn nên đổi cho cô nhé Đổi cái vector BA này này Đổi thành vector AB thì nó dễ hơn Đấy, Có thể thêm một thao tác ở đây Là vector AC Thêm dấu trừ đường trước Thì ta sẽ đổi vector BA thành vector AB Cộng với vector AC Nhân với vector AH Đấy, thì như vậy là cùng dấu rồi Thì ở đây thì các bạn Có thể, tại vì uh, liên quan đến Cái độ dài của đoạn thẳng nó không thay đổi Cho nên là chúng ta viết độ dài ở đây cũng không sai mà để chuẩn hơn thì chúng ta viết lại Thì đây sẽ có dấu âm đằng trước nhé Đó Như vậy thì chúng ta sẽ có là góc giữa vector AC và vector AB Thì sẽ là góc BAC Như vậy cốt của góc BAC Thì vừa rồi cô đã hướng dẫn cách các bạn để tính được cốt của góc này rồi nhé Tiếp theo cộng với phía đằng sau Vector AH nhân AC nhân với vector AH Đây là tích vô hướng này vector AC và vector AH thì chính là cái góc vừa rồi chúng ta có thể tính được đúng không ạ? Đó. Thì chúng ta có thể viết lại là độ dài của vector AC nhân độ dài của vector AH. AH thì tính ngay từ lúc nãy rồi. Và cốt của góc gì? HAC. Đó. Như vậy là khi các bạn có được cái công thức này rồi thì các bạn lần lượt đi tính ra cho cô các cái giá trị sau đây thứ nhất đó là cạnh ac cạnh ac tính cho cô cạnh ac tiếp theo chúng ta có góc bac và góc hac ở đây dễ hơn thì chúng ta sẽ tính góc hac trước tính góc hac trước sau khi có góc hac rồi đúng không ạ thì chúng ta sẽ đi tính tiếp góc BAC. Và dựa vào các cái giá trị này thì ta thay lại một công thức thì ta sẽ chia được cái tích vô hướng này. Thì phần này thì cô sẽ không trực tiếp nữa mà để cho các bạn ở nhà các bạn có thể thực hành làm luôn. Và lưu ý cho cô nhé, lần lượt theo các ý nhé. Thì chúng ta tính ra cho cô AC. AC thì dựa vào đâu? AC thì dựa ngay vào tam giác vuông gì? AH, AHC nhá Đấy, tam giác vuông AHC tính được ngay đúng không ạ dựa theo định lý Pythagore góc HAC HAC thì dựa vào công thức nếu như mà cẩn thận hơn các bạn có thể tính tính tang nhé tính tang sau đó suy ra cái giá trị cốt sau đấy thì dựa vào ở đây thì chúng ta làm nốt như vậy là đối với nội dung của cái phần ôn tập chuyên đề lần này thì cô hy vọng rằng là chúng ta có được cái nhìn tổng quan hơn đối với cái bài toán mà sử dụng đến tích vô hướng của hai vector như vậy là chúng ta thấy là nếu như mà chỉ sử dụng theo cách thông thường và đi tìm góc của hai cái vector này chắc chắn là chúng ta không ra được mà chúng ta phải đi chèn điểm vậy thì ngoài cách chèn điểm này ra chúng ta chèn điểm a vào bh chúng ta còn có thể chèn rất nhiều các điểm khác nữa có thể vào ac nữa thì các bạn uh, tùy ý chèn tuy nhiên là về cái mục tiêu chung thì chúng ta vẫn ra được kết quả cuối cùng thôi ở đây thì gợi ý thêm một cách nữa là các bạn chèn thêm này. Ví dụ ở đây có AC và BH nhá. AC này. AC và BH. Chúng ta có thể chèn để xuất hiện các cái đoạn mà vuông góc với nhau. Ví dụ như là chúng ta chèn thêm điểm H vào đây thì ta thu được là AH cộng với cả HC vector HC. Bên này thì chúng ta có thể chèn cho cô tiếp, đúng không ạ? Chúng ta có thể chèn cho cô tiếp. Đấy là chèn điểm C và chẳng hạn thì chúng ta lại có là BC cộng với vectơ CH. Đây là một số những cái cách mà các bạn có thể chèn. Đây thì cô hướng dẫn theo cách này thì về nhà chúng ta làm thêm sau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung của phần bài kiểm tra của chuyên đề lần này. Như vậy vừa rồi thì cô cùng với các em đã đi à, nắm trọn vẹn toàn bộ nội dung của phần tích vô hướng của hai vectơ và trong phần cũng như phần bài tập thì chúng ta sẽ vận dụng để chúng ta xử lý những bài tập của trên lớp và trong những đề kiểm tra đặc biệt là trong bài ngày hôm nay thì cô sẽ giao chúng ta một bài kiểm tra để các bạn có thể là tổng quát lại một lần nữa kiến thức của mình. Bài kiểm tra này sẽ trong vòng là 45 phút và chúng ta sẽ làm đối với hai phần là trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm ở đây thì cô giao là với 3 điểm ứng với 3 câu hỏi và các bạn hãy sử dụng cái kiến thức của mình để suy nghĩ và vận dụng để làm được bài phần trắc nghiệm này và phần tiếp theo là phần tự luận. Phần tự luận thì chúng ta có là 7 điểm. Bài số 1 là liên quan tới hình thoi, yêu cầu tính uh, độ dài của vector cũng như là tích vô hướng. Tiếp theo là phần bài số 2 là sử dụng là ở trong tam giác là chúng ta có bài toán về xác định một uh, tọa độ của một điểm cũng như là tính tích vô hướng. Và các bạn có thể là dừng video lại và chúng ta chụp lại cái phần màn hình để chúng ta làm ở trên giấy của mình sau đó đến tiếp sau thì cô sẽ hướng dẫn và chữa cho các bạn ở trong cái phần chữa bài kiểm tra và nội dung của bài học của ngày hôm nay đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo